Có chuyện gì em nói đi. Anh giúp gì được anh giúp. Nếu không thì thôi. Nhưng mà cho anh hỏi em chuyện này, em phải nói thật. Chuyện gì? Anh xem lại sổ sách thì mất một số tiền rất lớn. Em chi số tiền đó vào đâu? Em cho bạn em mượn. Trời, qua đi đâu về mà làm gì bữa nay mặt mày tươi tỉnh vui vẻ quá ha. Sao cô biết tôi vui? Sao không biết? Thường mà làm chuyện gì ác là ưa bị người ta bắt gặp. Làm chuyện gì là chuyện gì? Tôi nói vậy đó. Chuyện gì đó, chuyện vậy mà cũng dám làm. Cô nói chuyện vậy là chuyện gì? Cô nói tôi không hiểu gì hết trơn á. Dảnh Nai, nhìn mặt Dảnh Nai thấy thương thấy ghê luôn. Uống gì? Uống cà phê đá ha. Không có cà phê cà pháo gì hết á. Bây giờ cô cứ nói rõ ràng ra đi, tôi làm chuyện vậy là chuyện gì? Nè, cái này là anh biểu tôi nói nha. Anh ép tôi mới nói cho tôi phải là nhiều chuyện à. Nói đi. Qua đi chơi bà đó vui không? Ủa? Không thấy nữa hả? Tôi đã nói rồi. Chuyện gì muốn giấu á là tự nhiên người ta biết à. Cần gì phải giấu? Tôi làm chuyện quang minh chính đại mà cần gì phải giấu? Phải rồi. Đúng rồi, quang minh chính đại, nắm tay nhau đi ngoài đường mà. Con trai nắm tay má đi ngoài đường không được công khai hay sao? Cái gì? Má anh hả? Chứ con tưởng cái gì? Tôi tưởng... Tại vì đó giờ có nghe anh nói má anh đâu. Ủa? Ai mà không có má? Tôi đâu phải tề thiên nứt đá chui ra đâu. Không. Thấy má tôi sao? Phúc hậu không? Tôi có nhìn thấy trước mặt đâu, nhìn thấy sau lưng không, sao biết? Còn dâu gì? Vô tình dễ sợ. Thấy má chồng không biết chào hỏi một tiếng. Thôi à, tôi không có giỡn rồi nha, chính à. Giỡn chút xíu làm dữ vậy không biết nữa. Tính sao hay giận ghê á. À, chào cô cậu. Dạ, anh Tân. Con, đây là cậu Hùng. Đây là cô Hảo. Còn đây là Châu, con gái của tôi. Hả? Con gái anh hả? Dạ. Trời, vậy mà tôi con. Tưởng... Nãy giờ cô tưởng hơi nhiều quá. Dạ, chào chú Hùng, chào cô Hảo. Vậy mà có con trẻ ghê ha. Trẻ gì nữa cậu? Cháu nó 25 tuổi rồi. Mới tốt nghiệp MBA đó. MBA là gì? Là thạc sĩ quản trị kinh doanh vậy mà. Giỏi dữ vậy ta. Dạ có giỏi gì đâu cô. Cháu còn đang thất nghiệp đây nè. Hai cha con uống gì tôi làm? Uống nước chanh nha con. Dạ. Anh cà phê ha. Dạ, dạ. Tôi cà phê luôn nha. Rồi biết rồi. Dạ. Trời xin vài đồng. Thôi bà ơi, bà ơi, bà ra ngoài xin đi để tôi bán. Bé Ngọc, gửi cho bà ơi, bán. Bà ơi, cháu cho bà nè. Trời ơi, bữa nay bà vô mánh rồi nghe. Thiên thần này là con gái cô đó hả? À, dễ thương quá à. Chào bác. Dạ bác sĩ. Bác sĩ sung sướng quá, thật bất ngờ. Dạ, phước đích à. Dạ. Con gái của bác đâu? Con gái? Bác sĩ theo tôi. Mẫn ơi, Mẫn. Hàng xóm của mình thật là thú vị. Đứa bé mới có 8 tuổi mà có những suy nghĩ hành động khiến con phải giật mình. Trong khi người mẹ lại rất thực dụng.
còn rút ra được một kết luận. Giáo dục gia đình là nền tảng quan trọng, nhưng biết tự tu dưỡng nhân cách đạo đức, điều đó quan trọng hơn. Thì người tuyệt vời đó chính là ba của con nè. Thấy không? Có khi nào ba áp đặt con không? Ba cho con tự nhận xét và quyết định, mà ba lúc nào cũng ok những việc con muốn làm. Nếu con làm sai thì con chịu trách nhiệm. Mà cũng may con gái của ba chưa sai việc gì. Thì con gái của ba ngoan mà. Nhớ bà già cũng tội nghiệp. Con cái ở đâu mà để cha mẹ đi lang thang như vậy? Mình bớt tiêu xài phung phí thì sẽ giúp được cho nhiều người, đúng không ba? Đúng rồi con. Con biết không, tiền mình cho bà không đáng bao nhiêu, nhưng mà đối với bà là sống được cả tuần đó con. Cho coi tiệm giùm, vì có chuyện muốn nói với ba. Ok. Có chuyện gì vậy em? Em vừa mới gọi cho cô bạn, em hỏi cô trả tiền. Em xin lỗi vì đã lấy tiền cho mượn mà không hỏi ý anh trước. Có gì đâu em, thì mượn rồi trả thôi, gì đâu mà xin lỗi. Nhưng mà bạn em làm cái gì mà cần số tiền lớn như vậy? Mẹ nó mổ tim. Bệnh hoạn thì cần nhiều tiền lắm em à. Em đừng có hối cổ trả gấp để làm cái gì nha. Tôi đã xem kỹ và cũng đã kịch dừng lại để về nghiên cứu xem cách nào mất ít thời gian nhất và nhanh nhất. Tôi cũng đừng có buồn quá, để tôi sắp xếp thời gian đâu vào đó sẽ rước bác và cô lên. Nhớ ăn uống tẩm bổ vì trải qua nhiều cuộc phẫu thuật rất là cần có sức khỏe tốt. Trăm sự nhờ bác sĩ con. Cháu xin phép về trước. Cảm ơn bác sĩ. Tôi về. Má mới về. Ừ. Má lại xếp đồ đi chùa nữa hả? Mai má đi, con vô coi coi có quần áo nào không mặc, đem ra đây má bỏ vô bao rồi đem cho mấy người nghèo luôn. Dạ, vô coi thử ha. Rồi. Lại làm chuyện bao đồng. Em rảnh mà anh. Anh nói em nhiều lần rồi, muốn giúp người ta là cho tiền là được rồi. Mất công phải soạn mấy cái quần áo chăn mền cũ đến ca đến kỉnh, phiền phức. Quần áo mình không mặc, trong khi nhiều người lại cần. Mất công chút đâu có sao. Của cho không bằng cách cho. Muốn cực thân là tùy em. Anh Tiến. Ủa, mới về đi đâu nữa rồi ta? Cặp còn ở đây mà. Anh đi đâu vậy? Đi đâu mà mang cả đồ nghề theo nữa? Có cả máy chụp hình nữa. Chụp cái gì đây? Trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy? Có phải người không vậy trời? Nè, em làm gì vậy? Hình anh chụp. Mai con đi với má nha. Nếu con bận thì không cần đâu. Mai chiều con mới có giờ dạy, con cũng muốn đi thử cho biết, chứ thấy má sao chịu khó quá. Chắc tại già rồi nên làm gì thấy mệt, thấy mỏi hết trơn á. Con thấy bà nói cũng có lý, mình quyên góp tiền cũng được rồi má. Đúng là con nên đi với má,
thì con mới thấy những nhà hảo tâm khác họ làm. Thì việc má làm chỉ là phần đóng góp nhỏ thôi. Vậy mai mốt má có làm gì thì má nhớ kêu con với. Nghĩ lại thấy xấu hổ lắm. Mấy lần nhà trường cũng tổ chức đi cứu trợ, con cứ quyên góp tiền rồi thoái thác bận để ở nhà. Má đã nói với con rồi, của cho không bằng cách cho. Thì ra anh mất cả buổi sáng mà để đi gặp cô gái này. Có vấn đề gì? Phí thời gian. Đây là một ca mổ đặc biệt, và đó là cơ hội thử thách tay nghề của anh. Vậy thì anh định làm gì? Phẫu thuật cho cô ta, tái tạo lại khuôn mặt. Nhưng mà cô ta đâu có tiền. Anh sẽ miễn phí toàn bộ. Anh điên hả? Tốn kém lắm anh biết không? Anh biết điều đó. Anh thấy trong khả năng mình có thể nên anh giúp. Không được. Mọi chi phí anh sẽ chịu hết. Anh à, vấn đề không phải là ở chỗ đó. Anh Tiến, em biết anh muốn làm một điều gì đó cho xã hội, nhưng mỗi năm anh đã tham gia 2 lần chương trình Vì Nụ Cười Trẻ Thơ rồi. Tốn kém không có ít. Không cần phải tham gia nữa đâu anh. Xã hội còn rất là nhiều người giống như Mận. Anh không thể nào giúp hết được đâu. Những người khác á thì anh không biết. Nhưng trường hợp của Mận anh đã biết. Mà đã biết thì phải giúp em à. Nhưng mà anh không thể nào giúp được. Anh nói cả với em á là muốn em ủng hộ anh. Đâu có người bạn gái nào á thấy người bạn trai mình làm việc thiện mà lại ngăn cản như vậy chứ. Em à, có lẽ anh làm nhiều việc thiện mới có được người bạn gái như em đó. Dạ, ông chủ cho gọi tôi. Mời con ngồi. Dạ. À, con Hùng nè, tôi có một khách hàng không có tới đây nhận tiền được. Tôi phiền cậu đi giao tiền cho người ta. Đây là số tiền. Tên họ, địa chỉ tôi ghi đầy đủ trong rồi đó. Cậu cứ giao cho người ta, rồi cậu nói họ ký nhận vào, rồi viết vài chữ cho người thân ha. Dạ. Ông chủ ơi, cầm số tiền lớn về tôi run tay lắm, lỡ sợ làm mất. Thì cứ cẩn thận là tốt hơn. Nhưng mà lỡ có mất tôi mới đền cậu đâu. Dạ. Lỡ tôi chiếm đoạt rồi về báo cáo ông chủ là làm mất sao? Cái gì mà chiếm đoạt dữ vậy? Tôi biết tính cậu, tôi nhìn người tôi biết mà. Cậu không có tính đó đâu. Ông chủ đừng có tin người quá, có chuyện chết đó. Uống miếng nước rồi đi sớm đi cậu. Dạ. À, cậu có cái giấy đó không? Nào, nói dạ thôi, ta ký nhận vô nha. Dạ dạ dạ. Rồi. Thưa ông chủ, cảm ơn cậu. Đi chỗ khác ăn đi anh. Có vấn đề gì? Anh thấy ở đây thức ăn vừa ngon, giá lại phải chăng? Anh chỉ phí tiền vào những việc vô bổ mà lại tiết kiệm từng đồng. Em không thích mình đi chỗ khác. Thôi, ăn đại đi. Cô mua một con vé số cô. Không mua. Chú mua một con tờ vé số chú. Em nóng giận quá, mau già lắm đó. Không mua, đừng có làm phiền. Dễ thương quá, chú mua cho. Bao nhiêu con?
chú cho luôn 5.000 đó. Ai anh cũng mua vậy, làm bao nhiêu tiền cho đủ? Anh chỉ giúp người già và trẻ em thôi. Tưởng hàng em ở đây ăn cho vui, không ngờ em lại giận dữ như vậy. Biết vậy, anh ăn canh tiên cho tôi. Anh à, em muốn đi ăn với anh, nhưng anh đừng có đến những cái chỗ khách hàng như thế này. Anh làm cái gì vậy? Sao lục đồ của em? Tại sao tôi lại không thể lục đồ của cô chứ? Anh làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư. Đã là vợ chồng thì không còn gì là riêng tư hết. Cô là vợ của tôi thì thể xác tâm hồn của cô hoàn toàn thuộc về tôi. Ngày đầu bước về nhà chồng, tôi đã dạy rồi. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ. Phu sướng phụ tùy, phu tử tòng tử. Cô còn nhớ hai câu đó nghĩa là gì không? Chồng nói thì phải nghe theo, chồng chết thì phải theo con. Tốt. Người xưa đã nói, khi về làm vợ nhà chồng thì cả đời người vợ đó phải thuộc về nhà chồng. Cô đừng có nói cái câu mà riêng tư với tôi. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, những gì anh nói nó không còn phù hợp nữa. Bao nhiêu lâu nay em tình nguyện ở nhà làm công việc nhà là tại vì em thương chồng thương con, chứ không phải cái câu phu sướng phụ tùy của anh đâu. Cô dám trả treo? Sao lại không dám? Anh nói đúng thì em nghe theo, còn nói không đúng thì em phải cãi lại chứ. Bao nhiêu năm qua nhẫn nhịn như anh là gì? Khi bất đồng quan điểm anh lại la lối ôm sòm, con cái nó phiền lòng. Nhưng hôm nay em nói cho anh biết, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Đứng đó. Cái này của ai? Cái này của em. Sổ tiết kiệm đứng tên cô, tiền đâu cô có? Em đã dành dụm bao nhiêu năm qua? Dành dụm? Dành dụm hay là cô bớt xén chi tiêu trong nhà? Em nhắc cho anh nhớ, gia đình này đã không còn khá giả từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ em để cho chồng con thiếu một thứ gì hết. Em không có sự nghiệp, không có tài sản, chỉ có một ít của hồi môn. Em tằn tiện bao nhiêu năm qua mới có dư giả một ít. Nhưng số tiền này không phải để dành riêng cho bản thân em, là để dành cho Thư với Tiến. Khi nào lấy chồng lấy vợ thì có một chút ít gì đó để cho con. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Cô đừng có làm như mình tội nghiệp lắm. Cô đang lừa dối tôi. Anh đừng có vu oan cho em. Vu oan cái gì? Tang chứng rành rành của nó tôi vu oan à? Hỏi cô, ai tặng hoa cho cô bữa sinh nhật? Ừ? Rồi mấy bữa nay thỉnh thoảng lại có quà được đưa tới, cái đó là ai tặng hay là cô mua? Em không biết. Không biết? Không biết tại sao em không bỏ đi mà lại hớn hở chân cái đầu giường? Tại sao em đi bỏ những cái bông hoa mà nó làm cho em vui? Anh làm chồng em bao nhiêu năm qua, có bao giờ anh tặng em một cái bông nào không? Hay là anh chỉ biết đón nhận, chưa bao giờ biết trao tặng cho ai? Loạn rồi, loạn rồi. Tim anh cũng còn biết đau nữa hả? Em tưởng nó quá đá từ lâu rồi chứ. Gia môn này bất hạnh rồi.
chắn là cô có nhân tình. Có nhân tình, hèn gì chồng làm cái gì cũng thấy chướng mắt. Hồi xưa mình đau ngực thì cô còn quan tâm săn sóc. Còn bây giờ không những mặc kệ mà còn mỉa mai nữa. Lạ thiệt, uống cà phê ở đâu cũng không bằng cà phê của Hảo, mà toàn là bắp rang không chứ có gì đâu. Thôi kệ, lâu lâu mình làm người phong lưu một bữa. Anh chị dùng gì vậy? Cho anh ly phê đá. Cà phê sữa đá. Sao? Nhắn anh ra gấp có chuyện gì? Anh, chừng nào anh mới đưa tiền cho em vậy? Chồng em phát hiện rồi đó. Ông gài cũng đang lo chuyện đó đó. Lại là họ. Tại sao mình cứ gặp cái chuyện mà mình không muốn gặp chút nào? Anh đừng có nói với em là anh chưa có tiền nha. Có rồi, làm gì lo lắng vậy? Ngày mai cũng tại đây giờ này em sẽ có những gì em muốn. Ừ? Nghe anh nói em nhẹ cả lòng, vậy là em đã có thể tiến hành tiếp tục việc mà tụi mình đã bàn. Làm gấp đi, còn chơi gì nữa. Hảo bà trợn vậy mà nó nói đúng đó. Làm chuyện gì mà khuất tắc dễ bị phát hiện lắm. Ông làm gì vậy? Làm gì đó? Thì cắm bông. Ai mà đi cúng bông hồng? Làm điều xấu thì sẽ bị trừng phạt thôi. Dạ thưa ông chủ, tôi đã giao xong. Đây có giấy biên nhận. Cảm ơn cậu. Dạ. Rồi lanh lẹ quá. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cô Hùng, mời cô ngồi. Dạ ông chủ. Cậu có gì muốn nói đúng không? Sao? Có thắc mắc gì? Có muốn gì nói tôi nghe. Tôi thật sự với cậu vậy. Tôi thấy cậu cực khổ lắm. Tôi tính là tháng sau lên lương cho cậu đó. Ông chủ tốt quá. Tôi xin nghỉ. Ủa, tại sao tôi tốt mà cậu xin nghỉ? Tôi có làm gì cậu buồn không? Tại vì ông chủ tốt quá. Nhưng tốt sao nghỉ? Nhưng tôi thấy ông chủ bị gạt. Tôi chịu không nổi. Mà hãy bây giờ tôi nói ra người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi, ông chủ cho tôi tránh mặt đi để lương tâm tôi khỏi phải cắn rứt. Cô Hùng nè, cậu nói cô mến tôi, cậu nói tôi là người tốt đúng không? Dạ. Chẳng lẽ tôi bị hại như vậy, tôi bị gạt như vậy rồi cậu làm ngơ sao? Cậu cứ nói tôi nghe, người hại tôi là ai, người đó ở đâu, nói tôi nghe. Dạ. Khổ quá, nhưng mà chắc gì cái chuyện tôi thấy là đã đúng đâu. Thôi xin phép ông chủ. Vậy là sao ta? À cậu, cậu suy nghĩ lại rồi phải không? Dạ. Sao? Dạ tôi suy nghĩ lại rồi. Dạ, tôi còn quên chưa trả ông chủ cây viết. Con quyết định phẫu thuật cho cô ấy. Con muốn nhà mình ủng hộ chuyện này. Tất nhiên là ba má ủng hộ con rồi. Tôi chưa lên tiếng sao cô lên tiếng?
Biết rồi, trong nhà này không biết ai làm chủ. Má chỉ có ý kiến thôi mà ba. Nay anh cần ba má giúp đỡ chuyện gì, anh cứ nói rõ ra đi. Nhà mình không có dư giả đâu, con phải suy nghĩ cho kỹ đó. Em có bao nhiêu thì em sẽ giúp anh hết bấy nhiêu. Má có một ít tiền tiết kiệm. Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc. Sắp xếp thời gian tái khám cho ít quen, mất nhiều thời gian lắm mà nhà cổ lại xa. Con định cho hai mẹ con cổ ở tạm nhà mình. Không được, phiền phức lắm, ba không thích người lạ. Anh không cần phải lo chuyện đó. Ở nhà mình có cái phòng trống, em dọn dẹp sạch sẽ là cho người ta vô ở được. Con sẽ giúp má. Cảm ơn má, vậy là con yên tâm. Riết rồi căn nhà này không biết phải còn là của tôi không nữa. Bề ngoài á, ba giả bộ khó khăn như vậy á, chứ con biết trong thâm tâm của ba lúc nào cũng muốn giúp người khác. Giống như cái câu của ba thường nói đó là: cứu một mạng người còn hơn xây bảy kiển chùa. Anh hai có được cái lòng tốt như vậy là nhờ di truyền của ba đó. Anh không có thì giờ, em coi con nó cần cái gì thì giúp cho nó đi. Dạ, em nhớ rồi. Thôi ăn cơm đi. Dạ. Alo. Dạ, em nhận được rồi. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh đừng có tặng hoa cho em nữa. Cái tiền đó để dành giúp cho người nghèo còn có ý nghĩa hơn nữa đó. Sáng nào em cũng quét sân, có gì mình gặp nhau nói chuyện. Dạ. Kinh hẳn. Tôi mà bắt được sẽ biết tay tôi. Alo, anh Kiều hả? Giờ này ngày nào anh cũng gọi cho em, sao mà không biết được? Em chỉ bị viêm họng chút thôi. Em đang chấm bài, còn lâu mới ngủ được. Ừ, vậy anh ngủ trước đi. Chúc anh ngủ ngon nha. Ừ, bye bye. Là gây. Gì nữa đây? Bài thứ ba. Khỏe không cô Hảo? Dạ khỏe. Ủa anh đi đâu sớm vậy? Tôi đi bơi. Dạ. Tôi đi nghe cô. Dạ. Ủa? Dạ. Về sớm quá vậy em? Chào anh. Anh cũng về sớm quá hả? Anh tập thể dục. À, đưa lên quét cho. Thôi. Được rồi. Anh tập thể dục đi. Em làm được rồi. Đây cũng là cách tập thể dục mà. Ha. Lên quét nha. Mai mốt á, cứ để anh quét về coi như là thay thế tập thể dục nghe không? Cảm ơn lòng tốt của ông anh, nhưng mà đây là việc của nhà tôi. Anh về sớm vậy? Xin lỗi đã làm phiền giây phút vui vẻ của hai người nha. Sao em không tự làm việc của mình mà lại để phiền ông anh cực nhọc như vậy? Cực nhọc? Anh biết cực nhọc không? Biết phụ vợ mình gánh vác cái cực nhọc đó, thôi để vợ mình làm. Hơn nữa đây là khu phố chung, ai quét cũng được mà. Ông anh à, mỗi người có một cách dạy vợ riêng. Theo tôi á, thì nếu mà phụ nữ mình cưng chiều quá đó, thì sẽ thành thói quen, sẽ y lại vào chồng. Em chiều ông biết ông Hương. Tại sao ông kêu ông dậy sớm quét sân cho nó vui? Nếu tôi quét sân thì hai người đâu có cơ hội. Anh nói cái gì vậy?
Muốn quét phải không? Bây giờ quét cho đã đi. Quét đi. Thì quét cái gì đâu. Vô nhà đi tôi quét. Đứng ra sao tôi quét. Chuyện nào mới có người phụ dọn hàng cho mình. Có tôi nè. Ông nội. Làm cái hết hồn à. Qua nào vậy? Qua từ lúc mà cô Tần Ngân tò mò cái chuyện của người ta. Lù ma. Làm gì mà tò mò. Tôi có mắt không cho tôi nhìn hả? Tôi uống mượn. Mới vừa ao ước ra. Ước gì có người dọn phụ. Có liền cái là ông mượn. Cái người tôi ao ước là người khác. Không có phải là anh. Bởi vậy ở đời nó có câu là ghét của nào trời trao của nấy, hiểu không? Giờ sao? Chỗ tôi dọn hàng giờ sáng sớm qua chọc tôi chửi phải không? Tôi không có rảnh đâu qua đây chọc cho cô chửi. Làm gì ngáp? Tối rình tay hay sao giờ này qua đây ngáp? Hồi tối có công việc cho nên mất ngủ bây giờ ngáp. Công việc gì? Có công việc phải suy nghĩ. Cô lại đây ngồi tôi hỏi ý kiến cái này cái coi. Nè lại đây. Gì? Lại đây ngồi xuống. Lại xuống đây nè. Thôi rồi cái gì lẹ đi, tôi đang dọn hàng. Cho hỏi cái này cái coi. Hành động của cô ngày xưa người ta sẽ gọt đầu bôi vôi đó. Em làm cái gì mà phải bị gọt đầu bôi vôi? Ngoại tình. Ngoại tình? Hồi nào người ngoài còn biết giúp em làm những chuyện đó, còn anh có bao giờ anh giúp em làm những chuyện đó chưa? Cô đúng là ngây thơ dẫu trị. Đàn ông muốn dụ dỗ đàn bà chuyện gì mà không dám làm? Cô là chồng, việc gì tôi phải lấy lòng cô chứ? Thì ra anh nghĩ em đã là của anh rồi thì không cần thiết phải làm cho em vui. Nếu như anh nghĩ như vậy thì em cũng không cần thiết phải làm vui lòng anh. Đừng có lớn họng. Anh cũng đừng nói lớn tiếng. Từ trước đến giờ mỗi khi đuối lý thì anh có những thái độ như vậy. Con cái nghe được thì sao? Cứ để cho tụi nó nghe. Để tụi nó biết mẹ nó như thế nào. Em không làm gì để phải hổ thẹn với con cái. Lúc trước á, cô là một người vợ ngoan ngoãn, biết phục tùng. Từ hồi cái thằng cha đã xuất hiện, cô thay đổi hoàn toàn, ra mặt chống đối tôi. Hắn xui bậy cô hả? Anh Tân đã cho em biết niềm vui khi được người khác quan tâm chăm sóc mình là như thế nào. Cô ơi, đó chỉ là trò giả tạo thôi. Hắn đang lừa cô đó. Sự lừa dối ít ra cũng đem lại cho em niềm vui. Anh à, hay là anh lừa dối em đi. Cô... Đại khái là vậy. Cô có quen hai người bạn tạm gọi A và B. Mà A tốt với C, B cũng tốt với C không kém. À, hiểu không? Thôi mệt quá à. Lẹ lẹ đi. Không phải cái gì cũng dạ, phải từ dạ. Từ nó phải có đầu có đuôi chứ dài dòng rồi, cái rồi, gì. Rồi tiếp rồi đi. Bỗng một hôm rồi. C phát hiện B có lỗi với A. Bởi vậy cho nên bây giờ C có nên là cho A biết là B có lỗi với A hay không. Mà hãy cho biết á thì tội nghiệp cho B. Mà không cho biết á thì C lại có lỗi với A. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Ủa? Vậy C là anh á hả? Ủa tôi nói rồi hả? Mới nói tức thì đó. Bởi vậy tôi không có nói láo được mà nói đầu giấu đầu là lòi đuôi thấy chưa? Thôi thôi mệt quá bây giờ có nhiêu đó. Giờ tóm gọn lại là vậy. A, B, C nhức đầu lắm. Bây giờ tôi nói tóm lại C đó là anh á. À. Giờ anh phải nghiên cứu coi là B á có đáng được tha thứ hay không. Nếu có đó thì phải khuyên B. Mà nếu không á phải báo ngay cho A biết. Chứ anh cứ im im như vậy là coi như là hại người hại bạn luôn. Hiểu chưa? À, phải như vậy chứ. Thật ra thằng cha đó là ai?
em nói rồi mà anh đâu có chịu tin em. Đó hồi nào? Anh Tân là ân nhân cứu mạng của em. Sau đó em với anh yêu nhau. Nhưng vì phải nghe lời cha mẹ để làm vợ anh, em với anh không gặp lại sau 30 mấy năm trời. Và bây giờ tình cờ tụi em gặp lại nhau. Em thì có gia đình rồi, anh Tân cũng có vợ. Em với ảnh chỉ còn lại là tình bạn. Anh à, em xin anh, đừng có làm dẫn đột tình bạn này. Cũng tốt. Mong là sau chuyện này bà sẽ trân trọng má anh. Tình bạn, tôi mà tin cô á thì tôi là con lừa. Ba. Ủa con, ba dậy sớm chạy bộ hả? Không, ba mới làm một cái việc mà ba cảm thấy rất là thoải mái trong lòng. Bắt đầu từ ngày mai, ngày nào ba cũng làm. Mà ba làm chuyện gì vậy ba? Ba là cái gì vậy ba? Bí mật. Con qua cô Hảo uống cà phê, bà có đi không? Con đi trước đi, bà tắm rồi đó. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Bà đang yêu hả ba? Nhỏ hỏi khó trả lời vậy. Nếu ba chưa vợ, mình nghĩ ba đang yêu. Thôi đã nè. Ôi cậu Tiến, cậu Tiến, tôi hỏi thăm chút. Gì vậy? Cậu, cậu làm trong bệnh viện thẩm mỹ phải không? Dạ. Tôi có người quen, người ta muốn sửa mũi. Bây giờ cậu cho tôi cái danh thiếp của cậu đi. Xong rồi tôi đưa cho người ta. Nào người ta cần, người ta vô trỏng, người ta tìm cậu, ha. Dạ, để anh chút. Để... Trời ơi, vui quá. Trời ơi, hắn định làm gì cô vậy? Ý trời ơi, tình biến thái. Đừng có nói tình dục hả? Đúng đúng giờ dùm em đi. Nhất định trong ngày hôm nay em phải giải quyết xong mọi chuyện. Em không muốn ảnh nghi ngờ. Ủa Mimi? Dạ. Sáng nay em có đi đâu không em? Dạ có. Ừ. Dạo này anh thấy em đi hơi nhiều đó. Em đi có một chút chuyện, em đi trước nha anh. Mimi, công việc công ty có bề bộn thật đó. Nó có thuận lợi, nhưng mà không có bỏ bê công việc được đâu. Bạn của em nó hẹn em ra trả nợ mà. Em đi trước nha. Anh nói vậy mà không cần gấp mà. Chưa trả tiền được cho anh là em chưa có yên tâm.